Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện mộ dung thế gia của tác giả Vô Tụ Long Hương. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Không lâu sau chúng ta tới Đô Thành Hóa Thứ, so với kinh đô của Minh Triều thì nơi này kém xa. Trừ việc tường thành khá cao ra thì còn lại những cây khác như kiến trúc phòng ốc, nhà cửa và cả hoàng cung đều rất đơn sơ, quả thực giống như một địa phương nhỏ ở nông thôn có thể là vì bão cắt qua lớn nên mọi người ở nơi này ai cũng mặt đầy phong xương, bi bi ý chỉ sự vất vả hiện rõ trên khuôn mặt một thân bụi đất bọn họ bất luận là nam hay nữ vóc dáng đều cao lớn đa số những người trưởng thành đều có khuôn mặt điển hình của người mông cổ gò má cao quai hàm lớn mắt nhỏ ta với các ca ca lẫn trong những người đó nhưng lại có làn da mềm mại trắng trẻo dáng người nhỏ nhắn thướt tha nên rất là bắt mắt. Dọc đường đi không ít các cô nương liếc mắt đưa tình với các ca ca, khanh khách cười. A à Thát cũng giống như người trong tộc của hắn, có bộ dạng oai phong cao lớn giống như thành cát tư hãn tổ tiên của hắn, lúc trước đã từng đánh tới nơi ở của những người mặt trắng, nấm, ý là chỉ người da trắng. Mắt lớn lại có sắc lam, sâu và trong mũi cao cho nên cũng có rất nhiều cô nương liếc mắt với hắn, nhưng hắn chỉ duy nhất nhìn mỗi mình ta. Cũng có không ít nam nhân nhìn ta, A à Thát uy vũ đem ta ôm chặt vào lồng ngực thì uy tỏ rõ ta là người của hắn. Sau đó bắt ta đeo mạng che mặt. Bi bi, há há há. Thát ca ăn giấm chua, cười sung sướng. Mấy năm nay, mộ dung gia của ta may mắn có được cửu biểu ca là một người đầu óc nhanh nhẹn, yêu thích việc kinh doanh. Hắn đã vươn tay tới tận thảo nguyên này, đến mức ngay cả tại Đô Thành hóa Thư cũng có sản nghiệp của hắn. Chúng ta nhanh chóng tìm được hành quán của cửu biểu ca. Tuy cửu biểu ca chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đến đây ở, nhưng hắn lại ham hố nên đã mở hẳn một cái hành quán được bố trí rất xa xỉ. Cử biểu ca đã được báo trước chúng ta sẽ tới nên đã sớm an bài tất cả rất chu đáo. Dọc đường đi ngựa vất vả, cho nên chúng ta chỉ cùng nhau hàn huyên dăm ba câu chuyện cũ, ăn chút gì đó rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Ta tắm rửa xong, miễn cưỡng ngồi lên chiếc giường nhỏ êm ái, A Thát đã ở nơi khác tắm rửa trước, vừa thấy ta, hắn liền lấy khăn lau tóc ướt cho ta ta tùy ý hỏi một chút, A Thát, ngươi còn nhớ nhà của ngươi ở nơi nào không? A Thát trần chờ nửa ngày, ấp úng nói, liễu liễu, nàng nghe xong đừng tức giận, cha ta kỳ thật, kỳ thật chính là thái sư của ngõ thư thoát hoan. Bibi bì, bì, cái nhân vật thoát hoan này ai học lịch sử chắc cũng biết nhỉ. Ôi, mất hình tượng thắt ca quá, dấu lớn dấu bé. Thoát hoan, đương nhiên là không ai không biết hắn, hiện tại hắn là người có thế lực rất lớn ở ngõ thứ, các con trai của hắn người nào cũng có địa vị rất cao Nếu như A Thát không bị bắt đi Không chừng hiện tại cũng là một tướng quân vinh váo tự đắc Không nghĩ tới Thát Từ này lại có thể giấu giếm chuyện này trong ngần ấy năm Một chút phong thanh cũng không lộ Trên đường đi ta cũng có hỏi hắn vài lần nhưng vẫn là phí công vô ích Ta ngồi xuống Hắn nhất thời không phản ứng Đột nhiên không hiểu sao lại mạnh tay kéo đau ra đầu của ta Ta, ai ra, một tiếng hắn vội vàng ôm ta vào trong lòng ngực xoa xoa đầu ta ta hầm hừ nhéo hắn vì sao lại gạt chúng ta đừng nói ngươi không biết chúng ta vốn là không muốn làm rõ chuyện tên họ của ngươi nhưng ngươi vốn là cố ý muốn giấu chúng ta ngươi là kẻ lừa đảo a à thắt cẩn thận dỗ dành ta liễu liễu nàng đừng giận ta thật sự không muốn lừa nàng ban đầu là do ta sợ mọi người nếu biết thì sẽ đem ta ra để chống chế cha ta sau đó lại sợ nàng vì chuyện đó sẽ không yêu ta. Ta thấy mọi người hầu hết đều rất chán ghét người Mông Cổ, càng là quan lớn thì lại càng chán ghét, cho nên ta không dám nói. Hừ, ta vẫn là bị hắn làm cho mất hứng. Vậy lần này ngươi chuẩn bị trở về làm tiểu vương tử. Ta nói cho ngươi biết, ta không có tài chăn dê đâu. Bì bì, hứ hứ hứ, tự nhiên vương phi lại đi chăn dê là thế nào? Ngu mặt, sẽ không có chuyện đó đâu, liễu liễu sao ta có thể để nàng ở nơi này chịu khổ chứ phụ thân với các ca ca đều rất tốt ta vốn là không có gì phải lo lắng chẳng qua ta nhớ mẫu thân của ta đã bao nhiêu năm rồi bà nhất định cho rằng ta đã không còn ở trên nhân thế này nữa có thương tâm thì cũng đã là quá khứ ta không muốn gặp bà chỉ muốn đứng ở xa xa liếc nhìn bà một cái biết bà vẫn mạnh khỏe là ta an tâm rồi về sau ta sẽ cùng nàng du ngoạn trên thảo nguyên lớn rồi sau đó chúng ta cùng nhau trở lại Giang Nam. Ta nghĩ đến việc hắn với mẫu thân phải xa nhau nhiều năm như vậy cũng có một phần lỗi do ta. Bất giác khí thế yếu đi, ta nhẹ nhàng hỏi hắn: A Thát, người có oán ta không? Nếu không phải ta trói buộc ngươi, ngươi sớm đã có thể trở về gặp mẫu thân của ngươi. A Thát ôm sát ta, nói trách: Làm sao mà không trách được? Hắn trách ta thật sao? Trong lòng nhất thời cảm thấy phiền não sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn lại nhìn ta thâm sâu, chân thành nói tiếp, ta trách nàng đã đoạt mất tâm của ta khiến ta quên mất tất cả, trong mắt ta chỉ có mình ngươi. Ta trách nàng làm cho ta nhục trí, làm biết bao nhiêu chuyện tất cả cũng chỉ để lấy được nụ cười của nàng, cam tâm làm nô lệ cho nàng. Ta trách nàng mê hoặc hồn ta, mặc kệ nàng tốt hay xấu, ta đều không cách nào để khống chế tim ta không yêu nàng ta trách nàng nhiều như vậy cho nên nàng phải lấy cả đời mình để bồi thường cho ta ta đấm hắn một cái có ai như ngươi không đem những lời oán trách biến thành lời tâm tình kiếp trước nhất định ngươi là một con gấu ăn rất nhiều mật ong cho lời nói mới ngon ngọt như vậy bibi con gấu là do bibi thêm vô cho nó thêm phần màu sắc hắc hắc hắn nghiêm mặt nói thật ra ta là một người không khéo ăn nói cho nên trước đây mẫu thân mới không thương ta Vậy mà từ khi nhìn thấy nàng, những lời nói đó tự mình chạy ra khỏi miệng, một chuỗi tuôn ra bên ngoài. Ta nhịn không được nở nụ cười, ngươi a, à, ngươi là tiểu ngư à. Sao miệng có thể trơn như vậy? Hắn nhìn thấy ta cười cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nàng là nước, ta là cá. Ta xấu hổ lại đấm hắn, ai nha, càng nói càng buồn nôn. Hắn vẫn chứng chặt đường hoàng, là sự thật nếu không phải nhờ nàng thì có lẽ ta đã sớm chết trong tay bọn buôn lậu nô lệ kia cho dù may mắn trốn trở về cũng là ở trên thảo nguyên chém chém giết 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 người sau đó lại bị người ta giết ta cũng sẽ không biết trên đời còn có những chuyện tình đẹp như thế này có thể ôm nàng trong lòng nhìn thấy nàng làm bạn với nàng cả đời ta cảm thấy không uổng công ta đã sống trên đời này liễu liễu nàng có thấy ta như vậy thật sự là không có tiền đồ không ta lắc đầu không bà ngoại ta nói ta là hồng nhan hỏa thủy nếu như ngươi có tiền đồ người trong thiên hạ sẽ gặp chuyện không hay ta không muốn xuất hiện trong sách sử với tư cách là một đát kỳ thứ hai hắn nhìn ta chăm chú rồi thề liễu liễu nàng chính là hỏa thủy của ta ta thà phụ trời cao cũng không bao giờ phụ nàng ta mở miệng cãi cái gì hỏa ta chỗ nào là hỏa thủy trừ chuyện từng đánh ngươi mấy roi ta thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu hắn nhanh chóng dỗ ta, đúng đúng đúng, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này, tâm địa thiện lương, thích làm người khác vui, phù nguy cứu khốn. Nghe hắn nói, đến chính mình cũng không thể tin, người đến cùng là khen ta hay là chê ta đây. Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn ta, dù sao ở trong mắt ta, nàng chỗ nào cũng tốt. Tư thái khi đánh người ta cũng đẹp, mắng chửi người khác âm thanh cũng rất êm tai. Bibi, mẹ ơi, anh thích bị ngược đái à? ta liếc xéo hắn một cái, vậy sau này mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi, mắng ngươi. Hắn si mê nhìn ta, được. Người này không thuốc nào chữa được nữa rồi, ta đánh hắn một trường, được cái đầu ngươi. Ngươi thật sự thích bị ngược đãi. Hắn cầm ta tay hôn nhẹ, ta chỉ sợ ta ra dày thịt béo, sẽ làm đau tay nàng. Ta nghe vậy trong lòng có chút ngọt ngào, hờn dỗi lườm hắn một cái, ngươi hết thuốc chữa rồi. Có thể cứu chữa, nàng chính là thuốc của ta. Bibi. câu này giống dục chi ca ca, thắt ca học hỏi bố vợ nhanh thật. Hắn cúi đầu xuống, hôn ta, ôm lấy ta, thật cẩn thận đem ta đặt ở trên giường. Ta vừa mới tắm xong cho nên trong phòng còn lưu lại hơi nước hòa với khí trời thêm vào đó là mùi cánh hoa thơm ngát, không khí thực mê ly. Trên giường trải một tấm nệm mềm mại trắng như tuyết, chăn mền đều làm bằng gấm vóc thượng hạng thêu uyên ương hí thủy, Mái tóc dài đen nhánh của ta bung xóa trên gối hồng hồng trắng trắng giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Hắn nhìn ta, ánh mắt mê ly. Hắn hôn rồi lại hôn, từng cái từng cái cởi đi quần áo của ta. Bi bi, nấm, con nít nhắm mắt vào. Liễu liễu, nàng thật đẹp. A Thát dừng động tác lại, mang theo vẻ mặt sùng bái chăm chú nhìn ta. Nhìn vào đôi mắt của A Thát, ta có thể nhìn thấy làn da của mình trắng muốt như trứng gà, mặt ửng đỏ như hoa đào ta thẹn thùng kéo chăn che khuất cơ thể mình lại. A à thát vẫn si mê nhìn ta, cởi quần áo của chính mình, sóc chăn lên, nhanh chóng phủ lên người ta. Thân thể hắn cường tráng, trên làn da ngăm đen có một chút mồ hôi chảy ra, lấp lánh dưới ánh nến. Cơ bắp hắn sôi sục giống như không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn cứ như vậy ở trước mặt, ta bỗng nhiên cảm thấy mình như một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, thân thể hơi hơi run nhẹ, nhắm mắt lại không dám nhìn hắn hắn nhẹ vỗ về ta hôn ta an ủi ta đừng sợ liễu liễu của ta ta không sẽ làm nàng bị thương bàn tay thô giáp của hắn chuyển động trên người ta làm làn da của ta tê tê toàn thân đều cảm thấy vô lực không khỏi run rẩy lại có chút sợ hãi Ngươi, ngươi hãy tắt đèn trước đi lần đầu tiên của chúng ta bắt đầu quả thật rất là đẹp nhưng mà một tháng sau mới có kết thúc bi bi hú 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 các tình yêu không được nghĩ lung tung nhá ôm đầu miếu máu tác giả nói ẩn ý quá, ta suýt thì sạc chết dấu lớn, dấu bé. Sự thật chứng minh, ta là thuốc tốt cho nên A Thát đã nếm được vị đắng của thuốc. Ta đã cắn một vết răng rất sâu trên vai hắn, hắn không muốn thấy ta đau đớn rơi nước mắt, cho nên sự tình bị bỏ lờ nửa chừng. Sau đó, hắn cẩn thận dỗ ta ngủ, chính mình lại đi luyện công nguyên một đêm để giải tỏa. Bibi, thất vọng nghinh thắt ca làm ta vỡ trái tim và sự ham hát của Bibi, wa 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 cứ như thế hơn nửa tháng qua vết răng trên vai a thát cũng đã lên da non các ca ca sau khi tỉ thí với hắn đều sợ hãi than gần đây công lực của a thát tiến bộ không ít nha đã ăn kỳ hoa dị quả gì sao bibi bì bì, cách này hay a à? sau này lấy chồng thực hành mới được hắc 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 a thát liếc mắt nhìn ta một cái có điều khổ tâm khó nói ta cũng có chút ấy nấy nhưng mà không còn cách nào ta thật sự sợ đau trừ cái bước cuối cùng kia ra những cái khác đều nhượng bộ cho hắn muốn làm gì thì làm rồi. Cũng may mọi việc khác đều tiến triển rất thuận lợi, chúng ta nghe được tin mẫu thân của hắn và tất cả mọi người đều khỏe mạnh, lại còn nghe nói mỗi tháng vào ngày 15, bà đều đến một tòa miếu lạt ma để thắp hương. Tâm tình của A Thát A Thát, sao lại không cho ta làm việc chứ, khơi màu dục tính rồi bắt kiềm lại, người có biết thống khổ biết bao nhiêu không? Tác giả, thật không? Vậy sau này cái gì cũng không làm thì tốt rồi. A à Thát cười nịnh, đừng, tính ta hay nói bừa. Được ăn một chút vẫn tốt hơn là không ăn gì, ngài thân là mẹ, có thể giảm bớt thời gian thi hành án của ta được không? Tác giả Ân, thái độ này mới được chứ, để ta suy nghĩ suy nghĩ. A à Thát, van xin ngài, mẹ à. Chương 11. Tới ngày 15, chúng ta đi tới tòa miếu kia. Chỉ lát sau một tiểu đội binh lính Mông Cổ đi tới dọn dẹp đường xá, một chiếc xe ngựa hoa lệ đi đến, dừng lại trước cửa miếu. Chúng ta xen lẫn trong đám đông xem náo nhiệt để nhìn lén. Khi hai thị nữ giúp đỡ một vị phu nhân xuống xe, A Thát có chút kích động, bất tri bất xác chen qua đám người tiến lên hàng đầu. Binh sĩ hộ vệ hung tận quát lớn, chen cái gì mà chen? Muốn chết?" giờ roi lên định đánh nhưng nhìn thấy gương mặt của A Thát lại trở nên sợ hãi, bùm một cái quỳ xuống thỉnh tội đại nhân thứ tội. Chúng ta liếc nhau, không khỏi sờ đầu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, A à Thát cũng làm như không có gì, nhẹ nhàng lui về phía sau. Lúc này vị phu nhân kia nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thật một vị mỹ nhân diễm lệ, hào quang từ vẻ đẹp của bà tỏa ra bốn phía. Ta tuy rằng tự xưng là mỹ mạo hơn người nhưng nếu so với bà cũng chỉ dám nói là thắng nhờ tuổi trẻ. Nghe A à Thát nói bà đã hơn 40 tuổi, nhưng nhan sắc được chăm chút thật sự rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Mũi cao mắt sâu, da trắng như tuyết, ngũ quan của bà tin xảo, da mềm mại chứ không thô giáp. Không rằng ở nơi bão cắt mờ mịt trên thảo nguyên rộng lớn tại biên giới Tân Cương này còn có thể nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, vẻ đẹp của bà có thể xem là khuynh thành đổ nước. Ta quay đầu nhìn lại A Thát, xác định thật sự là hắn di truyền từ mẫu thân. Chả trách lúc trước bà ngoại có nói, tạp sao có yêu thế, còn nói con lai rất đẹp rồi nói nếu sau này ta và a thát sinh hài tử nhất định dung mạo không tồi nhìn lại mẫu thân của a thát bỗng nhiên ta rất muốn sinh em bé để chơi đùa nghe phía sau có người khẽ tán thưởng thác nhã phu nhân không hổ là mông cổ đệ nhất mỹ nhân thật là đẹp thác nhã phu nhân nghe những lời tán thưởng và ngưỡng mộ nhưng không phản ứng gì chỉ nhìn về phía chúng ta vừa tươi cười đi lại thì đã nắm tay a thát hiền lành nói cắp nhật cha cái Sao con lại tới đây? A à Thát nhìn chăm chằm bà, mặc cho bà lôi kéo, nửa ngày mới nói được một câu, "Phu nhân, bà nhận sai người rồi." Hắn rút tay ra. A à Thát sống với người Hán đã nhiều năm nên không nói tiếng Mông cổ, bây giờ mới nói lại, mặc dù người nghe có thể hiểu nhưng khi nói vẫn mang một chút khẩu âm. Nghe thấy khẩu âm quái dị của A à Thát, Thác Nhã phu nhân sừng sốt, hỏi, "Ngươi không phải cáp nhật cha cái của ta?" Tại sao lại giống như vậy? A à Thát khom người hành lễ, kéo tay ta xoay người bước đi. Thác Nhã phu nhân sừng sốt đứng ở phía sau nhìn chúng ta rời đi. Về tới nơi ở, A à Thát ôm chặt ta, đầu gục ở hõm vai của ta, buồn buồn nói, "Liễu liễu, ngày mai chúng ta xuất phát đi nơi khác rô ngoạn đi." Ta biết hắn chuẩn bị từ bỏ người nhà nên trong lòng cảm thấy áy náy, kéo kéo tay áo của hắn, nói, "A Thát, người có muốn đi gặp bà không?" "Không cần." nhìn thấy bà khỏe mạnh thì ta đã không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Duyên phận của ta với bọn họ đã bị chặt đứt hơn 10 năm trước, hiện tại dù có đi tìm họ để nhận người nhà thì họ cũng không tin. Mà người nhà ta không giống như người nhà nàng, bọn họ không tốt như nàng nghĩ đâu, chuyện gia tộc rất loạn, ta sợ bọn họ sẽ gây khó dễ cho nàng. Sau này ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi. Đêm hôm đó, ta nhu tình như nước, Rốt cục cũng cắn răng chịu đựng đau đớn đem lần đầu tiên của ta trao cho hắn Hắn đã vì ta mà vứt bỏ cốt nhục tình thâm Ta vì hắn chịu đau một chút cũng đáng Ngày hôm sau, A-thát à thần thanh khí sảng Thương tiếp ta trải qua lần đầu tiên bị đau đớn nên che chở cho ta như chân bảo Các ca ca thấy thế nghi ngờ bảo, làm sao vậy? Hay là liễu liễu có hỉ? A-thát à cười ngây ngô, hắc hắc, cũng đại loại như vậy Các ca ca khinh thường, có là có không có là không có chuyện này có thể nói đại khái như vậy sao người đã học y thuật của trình gia chẳng nhẽ ngay cả hỉ mạch cũng không nhận ra sao a à thắt lại ngây ngô cười quay đầu lại nói cho các ca ca biết chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này ta với a à thắt đi dạo trên đường xem thử còn có cái gì cần mua thì mua a à thắt nói đi đường xa xôi cũng sắp tới mùa đông sợ ta không chịu nổi gió rét của thảo nguyên nên mua cho ta một cái áo lông cừu sau khi mua xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng áo lông cừu thì đã bị một đám vệ binh vây quanh, chỉ vào A Thát nói chính là hắn. A Thát đem ta bảo hộ ở phía sau người, trầm giọng hỏi các ngươi muốn làm gì. Đầu lĩnh của tiểu binh rất khách khí nói, vị trang sĩ này không cần hiểu lầm, chúng ta là gia đình của nhà thái sư, tam phu nhân nhà ta muốn mời ngài đến phủ hỏi một vài việc. Thái sư tam phu nhân chính là nương của A Thát, A Thát giật mình, sau một lúc lâu nói, ta mới từ quê người đi vào nơi này cũng không biết chuyện gì, chỉ sợ không thể giúp được việc gì. Tiểu binh kia không thể hiện thái độ gì, chỉ cười nói, vấn đề này ta cũng không rõ lắm, chúng ta chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh. Mong tráng sĩ không làm khó chúng ta, bớt chút thời gian đi theo chúng ta. Nói xong phất tay với người phía sau, ngay lập tức có người đánh một chiếc xe ngựa tới. Ý tư rõ ràng nếu chúng ta không đi thì sẽ cưỡng ép ta thấy trong lòng A Thắt Kỳ thật cũng có chút muốn đi, chẳng qua là hắn băn khoăn không biết ý của ta ra sao. Ta sờ sờ độc dược phòng thân thấy vẫn còn trong lòng ngực nên kéo hắn, đi xem một chút đi. Nếu bọn họ thật sự thương ngươi thì ngươi nhận lại bọn họ cũng được. A Thắt nhìn ta cười tỏ ý xin lỗi rồi đỡ ta lên xe. Xe vừa tới phủ thái sư thì đã có người chạy đi thông báo. Bước chân vào đại sảnh, giống như là hồng môn yến, trong phòng chật ních người ngồi ở phía trên vị trí uy nghiêm là một nam nhân uy vũ, dâu ria rậm rạp, bụng phệ mặt tròn, diện mạo đó là điển hình của nam nhân mông cổ. Phòng trường đó chính là thái sư ngõ thư thoát hoan. Ta âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là A Thát giống mẹ của hắn nhiều hơn, bằng không, nếu hắn mà giống với khuôn mặt kia thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm tình của ta. Ngồi ở bên phải thoát hoan là một nam nhân trẻ tuổi, phòng trường là huynh đệ của A Thát. Trong đó có một người rất giống A Thát, nhưng nếu nhìn kỹ thì hắn ta hơi thô giáp, vậy chắc hắn ta là cái nắp gì gì đó. Bibi, nghe tên người ta có một lần, thì không nhớ được thì cũng đừng chế tên người ta thế chứ. Dấu lớn dấu bé. Phía bên trái lần lượt là mấy vị phu nhân, thác nhã phu nhân ngồi ở vị trí thứ ba đang đỏ mắt nhìn thẳng A Thát. Phía sau bà còn có rất nhiều người. Xem ra thoát hoan cưới không ít vợ. Ta trộm nhéo A Thát, dùng hán ngữ thấp giọng nói, về sau không cho phép chàng cưới một đống nữ nhân như vậy. A à, thát vội vàng tỏ thái độ, sao có thể như thế? Tất cả bọn họ cho dù có gộp lại cũng không bằng một đầu tay út của nàng. Nghe thấy có người khẽ cười, nương theo tiếng cười, ta khẽ dương mắt nhìn lại thì nhận ra người cười là người ngồi gần thoát hoan nhất, có nghĩa là đứa con trai được coi trọng nhất. Người nọ mắt tràn ngập sự thích thú nhìn chúng ta, phòng chứng nghe hiểu lời nói của bọn ta. Chúng ta đi lại gần A Thát hành lễ với Thoát Hoan. Ta vốn được hoàng đế ca ca cưng chiều nên sinh ra ngang ngược kiêu ngạo, không muốn quỳ trước những người thiếu văn minh này, chỉ làm ra vẻ không hiểu chuyện, ngây ngây ngốc ngốc nhìn xung quanh. Có người khiển trách ta vì sao không quỳ, ta coi như nghe không hiểu. Mà bên kia Thác Nhã phu nhân đã sớm không chịu nổi chạy về phía này, vừa tới nơi liền cởi quần áo của A Thát. A Thát cũng không phản kháng, ta nóng nảy, nhanh chóng chặn lại, người muốn làm gì? nhưng vẫn chậm một bước, áo của A Thác rơi xuống, để lộ ra trên cổ hắn có một cái bất hình trăng tròn. Thác nhã phu nhân nước mắt chảy xuống như mưa, ôm lấy A Thác, khóc lóc kể lể, vương ra, hắn thật là nga nhật lạc hòa khắc của chúng ta. Hải tử số khổ của ta thì ra con còn sống. Tuy biết bà là mẹ ruột của A Thát nhưng nhìn thấy bọn họ ôm nhau ta vẫn thấy chướng mắt. Ta khều A Thát, kêu bà ấy buông ra mau. A Thát giấy một cái thoát khỏi cái ôm của thác nhã phu, hành lễ nói, phu nhân người nhận lầm người rồi. Thác nhã phu nhân túm lấy cánh tay của hắn không chịu buông, sao lại có thể nhận sai được. Cái bớt trên cổ kia rõ ràng giống với Nga Nhật Lạc Hòa khác. Cáp Nhật cha cái ngươi lại đây. Cái nắp kia tiến lại, bà kéo hắn lại gần, con xem, con với ca ca của con rất giống nhau. Cái nắp gì gì đó mặt không chút thay đổi nhìn A Thát. A Thát khẽ run lên, quay đầu tránh khỏi tầm mắt của bà, Kiên trì nói, trên đời này người có tướng mạo tương tự nhau rất nhiều. Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Tháp Nhã Phu nhân thấy vậy càng kiên trì hơn, nhất định không sai, con nhất định là Nga Nhật Lạc Hòa khác của ta, bằng không con cởi quần, trên mông của con hẳn là còn có một vết sẹo. Nói xong, ta dám chắc bà ấy hận không thể lập tức lột quần của A-Thát kiểm chứng. A-Thát sống với người Hán đã lâu, học lễ nghi của người Hán, đối với thân thể tư mật vẫn rất coi trọng sờ tới mức nắm lưng quần nhảy ngay tới phía sau ta mọi người xung quanh cười vang chỉ có cái nắp gì gì đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn a thát thoát hoan ngồi ở trên kia lên tiếng ngăn lại thác nhã nàng qua lỗ mãng rồi trước tiên hãy lui xuống đi thác nhã phu nhân hai mắt đỏ hoe nhìn a thát lại nhìn thoát hoan không tình nguyện lui về chỗ ngồi thoát hoan tiếp tục nói thiêu niên trẻ tuổi này hình dáng của ngươi quả thật rất giống đứa con trai đã mất đi của bản vương Tuổi tác cũng tương đương, ngay cả cái bớt cũng giống, có khả năng khi ngươi bị lạc, tuổi tác còn quá nhỏ nên đã quên những chuyện trước. Mặc kệ như thế nào, ngươi hãy ở lại trong vương phủ một thời gian, có lẽ có thể nhớ lại chuyện trước kia. Nếu là xác thực ngươi không phải là nhi tử của bản vương, coi như là làm một chuyện tốt, chân an sự thương tâm của kẻ làm mẫu thân bị mất đi nhi tử, bản vương sẽ hầu tả thâm tình. Thác Nhã phu nhân trên ghế ngồi mắt nước lưng chồng gật đầu phụ họa. A à thắt nhìn thác nhã phu nhân, lại nhìn ta, hạ quyết tâm nói, vương gia thứ tội, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một dân đen, không dám mạo muội nhận bừa, huống hồ tiểu nhân vốn đã lên lịch cho hành trình, ít ngày nữa sẽ rời đi khỏi nơi này. Thỉnh vương gia cho phép tiểu nhân cáo lui. Thoát hoàn mặt hiện lên vẻ không vui, hư một tiếng có chuyện gì trọng yếu hơn được chứ. Bản vương đã nể mặt ngươi, cũng đã cầu xin ngươi, vậy vẫn không được sao. Trên thảo nguyên này, không được sự cho phép của ta, người muốn đi thì đi được sao? Người đâu, cho bọn họ ở viện bên cạnh viện của thác nhã phu nhân. Cái nắp kia ở một bên nhanh nhẩu khích tướng nói, hắn cho dù có là đệ đệ của ta thì cũng chỉ sợ là đã bị nữ nhân nũng nịu kia làm cho mê đào tâm hồn, biến thành chó con của người Hán. Tốt nhất phụ vương nên để cho bọn họ đi đi. Thoát hoàn nghe vậy chán ghét chừng mắt liếc ta một cái, nói con ta sao có thể làm chó cho người Hán. Nữ nhân này gầy tong teo, vòng eo chắc chỉ bằng cái cổ tay chúng ta, chỉ sợ không thể sinh ra được nhi tử, may ra có thể dùng để vui đùa. Sau này cho hắn cưới mấy nữ nhân của bản tộc, có thể sinh ra rất nhiều những đứa con khỏe mạnh. Những nam nhân khác nghe xong những lời này đều đem ánh mắt tà ác của mình dán lên người ta quét tới quét lui. A à thác đột nhiên biến sắc, đem ta bảo hộ ở sau người, ánh mắt hung tợn đảo quanh, nếu ai dám nhìn nữa thì sẽ liều mạng cùng với họ dõng dạc tuyên bố với thoát hoan, cho dù ngài có quyền lực khuynh thiên hạ cũng thỉnh ngài không được khinh nhục nữ nhân mà ta thật tâm yêu thương. Trừ phi ta chết, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện khinh bạc nàng. Không ngờ thoát hoan chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ tán thưởng, ha ha cười nói, hào. Hiện tại, ta khẳng định ngươi chính là nhi tử của ta, lúc trước khi ta cưới mẹ của ngươi cũng đã từng nói những lời như vậy. Nam nhi tốt thì phải biết che chở chu toàn cho nữ nhân của mình. Ta nấp ở phía sau A Thát ngửa mặt lên, mắt trợn trắng nhìn trời, nói vậy hắn ta cưới nhiều như vậy để không cho người khác khi dễ, chỉ cho phép chính mình khi dễ sao? Người làm cha đã xấu như vậy rồi thì cũng đừng giày hư A Thát của ta. Ta vẫn như cũ làm ra vẻ không hiểu chuyện, sợ hãi kéo tay A Thát, ta muốn về nhà. A Thát dùng ánh mắt quái dị nhìn ta một cái, cũng không vạch trần, lại chào từ giã, vợ tiểu nhân nhát gan, vừa rồi bị kinh sợ Thỉnh thái sư thông cảm cho phép chúng ta trở về. Thoát Hoàn vẫn không nhân nhượng, làm con dâu nhà ta sao có thể mảnh mai như vậy. Đúng lúc hãy bảo nàng ở chung với các cô cô để có thể lây chút hào khí nữ nhi của Thảo Nguyên chúng ta. Còn nữa, nàng nếu đã gả đến Thảo Nguyên sao lại không nói tiếng bản tộc? Phải ngoan ngoãn mà học cho ta. Chắc chắn là hắn từ trước đến nay luôn luôn bá đạo, không nói hai lời, cho nên liền lấy chức phụ thân tự cho là mình đúng. A à Thát còn muốn chối từ, thoát hoan liền biến sắc, cả giận nói: Con ta sao có thể lề mề như vậy? Hôm nay người không đồng ý cũng phải đồng ý. Người đâu, đóng cửa lớn lại cho ta, không cho bọn họ đi ra ngoài. Bên kia thác nhã phu nhân cương quyết bước ra điều đình, kêu vương ra đừng nóng giận, vừa khóc vừa nói với A à Thát: hài tử, sao con lại không chịu ở lại? Mười năm nay ta ngày ngày thương nhớ con, rốt cục biết con còn sống trên nhân thế con có biết ta vui mừng biết bao nhiêu? Con lại quyết tâm phải làm cho ta đau lòng sao? A à thát đối mặt với sự bức bách của thoát hoan còn có thể kiên quyết, chứ dưới sự thương tâm lại khóc lóc nức nở của thác nhã phu nhân không chịu được nên trưng cầu ý kiến của ta, ta khẽ gật đầu, đồng ý cho hắn ở lại. Dù sao trên thảo nguyên rộng lớn này, ta xem như đang chơi đùa đi, hơn nữa thái độ của cái nắp kia đối với A à thát thực đáng hoài nghi, lúc không có ai chú ý đến việc hắn nhìn A à thát bằng ánh mắt gần như thù hận. Mà A Thát cũng dùng thái độ đề phòng với hắn, ta phải điều tra trong quá khứ bọn họ có ân oán tình thù gì. Về phần những nam nhân khác, vừa rồi dám dùng loại này ánh mắt khinh bạc đó nhìn ta sao? Hừ hừ, bọn hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ta sẽ chỉ cho bọn họ thấy một chút tài liệu về sự hỏa thủy của ta để tránh uổng phí. Bibi, thì ấy lại nghĩ ra trò chơi khăm mới rồi, hắc hắc, sắp có chuyện vui để xem a. À. Chương 12 ta với A Thát quyết định ở lại phủ thai sư, kêu hạ nhân gửi thư báo cho các ca ca ta biết tình hình của chúng ta hiện giờ. Vì không quen ngủ giường của người Mông Cổ vừa thô lại vừa cứng cho nên ta bảo các ca ca đem đồ dùng hàng ngày đến. Kết quả cử biểu ca tên phá ra chi tử này lại cố tình đem một đoàn xe ngựa ra khoe. Đệm nằm ba dương, nói là để cho ta lót giường, dặn người hầu trong phủ thái sư trước lúc chảy phải kiểm tra cẩn thận bởi vì làn da mềm mại của muội muội hắn có thể cảm giác được một hạt đậu dưới ba lớp chăn. Bi bi, nổ quá xá. Tờ tầm ba tấm, nói là cho ta đắp, bởi vì ta quá mảnh mai, sợ chăn bông bình thường sẽ làm ta tổn thương. Bi bi, cười lăn lộn. Khăn trải giường mười tấm, bởi vì vải bình thường quá thô ráp sợ làm chảy xước đến ta. Ấy thế mà, ngủ có một đêm ta đã chịu không nổi, quá trơn trượt. Căn bản là ta không thể giữ nổi cơ thể ta lại, buổi sáng ta phải xoa nắng khắp người vì đêm qua bị té. Thế là cử biểu ca lại đem tới cho ta khăn trải giường bằng vài bông để thay thế, trên đó theo toàn những đóa hoa phức tạp, hình thức cũng cực kỳ hoa lệ. Quần áo trang sức của ta không cần phải nói, đủ loại kiểu dáng, hết sức xa hoa. Còn có những thứ khác nữa, ví như tách ta dùng cũng có tới 8 cái, tách lưu ly li để xúc miệng bi bi, tách lưu ly li là tách thủy tinh, thời đó rất là quý nha. Quý hơn tách vàng tách bạc a, à, tách sừng tê giác để uống nước trong, tách quan diêu là để uống hồng trà, tách từ xa để uống trà xanh, tách ngà voi để uống trà lài, tách ngọc bích để uống tham trà, tách kim bôi để uống mật thủy, tách bạc để uống thuốc. Bibi choáng váng. Những tiểu phiên nữ Bibi, tức là cô gái ngoại tộc, ý chỉ các cô gái vùng thảo nguyên, được phái tới hầu hà ta đều bị tám cái tách của ta làm cho hôn mê, kỳ thật ta cũng muốn hôn mê theo cũng không biết cửu biểu ca đào đâu ra những thứ này, quả thực quá khoe khoang. Vốn là biểu ca đã có chuẩn bị sẵn 18 nha đầu đưa tới hầu hạ ta, nhưng thái sư sợ có gian tế nên không cho vào. Qua một trận bát nháo của cửu biểu ca, mọi người đều biết rõ ta là muội muội bảo bối của cửu gia phủ mộ dung trong thành. Những người ban đầu xem thường ta đều bị những dụng cụ hoa lệ này làm cho sáng mắt, xem ta như một con rùa vàng. Nữ nhân thì ghen tị với ta, nam nhân thì tham lam muốn đoạt lấy. Ngay cả thoát hoan cũng đến lôi kéo muốn làm quen với ta, hỏi ta có thể sắp xếp để hắn được gặp mặt cửu biểu ca nói chuyện, bán hàng hóa cho bọn hắn có thể giảm giá bớt được không? Ta vẫn như trước giả vừa nghe không hiểu, không biết nói tiếng mông cổ, A Thát làm bộ làm tịch phiên dịch cho ta nghe. Ta gật gật đầu đáp ứng, thoát hoan cười ha hả vỗ vai A Thát, tán thưởng hắn. Khen hắn biết chọn vợ, lấy được quý thê. BB, thấy tiền là sáng mắt mà. Nói tới đây tất yếu phải giới thiệu một chút đến cửu biểu ca của ta. Dường như việc mậu dịch của cả biên giới ngõ thứ này đều nằm trong tay hắn, nhất là về phương diện y dược đều bị cửu biểu ca lũng đoạn đã thế lại còn lôi kéo thêm bà mẹ tham tiền của ta nhập hội. Dựa vào ảnh hưởng của cha mẹ ta ở triều đình nên quan hệ của hắn với quan quân coi giữ biên giới cực kỳ thân thiết. Có đại minh là chỗ dựa to lớn vững chắc, ngõ thư muốn dùng quyền thế áp nhân cũng phải suy nghĩ lại cho nên cửu biểu ca chẳng qua chỉ là một thương nhân trong giới thương kỹ nhưng ở ngõ thứ không ai có đủ quyền thế để áp chế hắn cũng bởi vậy ta ở tại phủ thái xưa có địa vị rất đặc biệt ai dám chạm vào liền nóng bỏng tay vì vậy có thể thấy được đầu thai vào nhà có tiền có thế mới là tuyệt sách giống như tứ đại mỹ nữ kia tuy rằng có xinh đẹp hơn ta nhưng cũng chỉ là người có nhan sắc sống chết đều bị nam nhân nắm giữ còn ta nhờ sinh vào đúng nhà ra thế như vậy có thể nói cao không cao, nói thấp không thấp, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, cũng không liên quan đến quan hệ chính trị của bên thông gia. Hiện tại, mọi người chắc nghĩ rằng ta sẽ làm loạn ở phủ thái sư. Sai, hiện tại ta rất yếu ớt, ta mặc quần lụa mỏng hoa lệ, đi đường phiêu phiêu, bộ dạng như gió to thổi qua là ta sẽ ngã. Nhãn tình luôn trong sáng khờ giải, mắt mờ to ngây thơ, giống như tiên nữ chưa hề vướng bụi trần của nhân gian, không quan tâm đến thế sự nếu như ta làm ra bộ dạng thực sự xấu xa có lẽ những người khác sẽ nghĩ ta đang bị tâm thần cuối cùng trước mặt thoát hoan ta cũng không cần quỳ xuống nữa còn vì sao ta phải giả vờ như vậy đương nhiên là để dễ dàng cho ta thuận tiện làm chuyện xấu giống như các con trai của thoát hoan khi đi đến đứng trước mặt ta ta vô tình làm rơi vài hạt đậu thế là bọn chúng bị trượt chân bọn họ quanh năm tập võ đánh giặc cho nên động tác rất linh hoạt, chỉ lảo đảo một chút, không ngã sắp xuống. Nhưng đừng nóng vội, lúc này, đầu gối của bọn họ sẽ đột nhiên cảm thấy đau xót, sau đó liền quỳ gối xuống trước mặt ta. Đúng lúc này, ta sẽ vờ như bị dọa đến ngây người, cố gắng đứng thẳng người nhận một quỳ của bọn họ. BB, cao thủ, chấm CAO thủ. Chân tướng chính là, trong tay áo rộng thùng thình của ta có dùng một loại độc chiêu của mộ dung ra có thể bắn đạn đầu bắn một vài viên đến lòng bàn chân của bọn họ, sau đó lại bắn một vài viên chúng vào huyệt đạo trên đùi bọn họ. Bọn thắt tử này chỉ biết múa đại đao, không có kiến thức võ công cao thâm, cộng với việc ta mảnh mai yếu đuối, cho nên không ai nghi ngờ ta, chẳng qua chỉ là cảm thấy được có chút tả môn. Bi bi, nhưng mà có chút liên lụy đến những người hầu quét tước dọn dẹp. Thế là ta đưa cho bọn họ một ít thuốc chữa thương với một ít tiền, lại còn tùy tiện giúp bọn họ chữa trị những căn bệnh ngoài da bọn người đó hầu bắt đầu tán dương ta có tâm địa bồ tát không lâu sau còn truyền tụng ta là nữ thần hạ phàm nói những người đó quỳ xuống là ý chỉ của thần linh bibi bì bì, ta sắp cười đến chết về sau không ít tôi tớ trông thấy ta liền hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống người nhà thoát hoan không chủ động đối ta quỳ lạy nửa tin nửa ngờ nhưng khi ta gặp thoát hoan thì không còn ai so đo ta giả ngu không quỳ xuống đương nhiên là không thể gạt được a thát nhưng hắn cũng không vạch trần ta chỉ ở sau lưng trộm hỏi vì sao ta lại làm như vậy. Ta nhếch miệng nói, ai bảo bọn họ dùng những ánh mắt đó để nhìn ta. A à Thát không kiến nghị, chỉ nói, Thái sư trung quy cũng là cha ta, nàng hãy bỏ qua cho hắn đi, ta rất sợ trưởng bối quỷ lẩy tiểu bối sẽ làm nàng giảm thọ. Ta kiêu ngạo nhăn mặt nhăn mũi, hừ, ta sẽ không vì mê tín mà buông tha cho hắn. Ta nể mặt chàng, mất mặt hắn cũng là mất mặt chàng, thôi thì yêu khuyết điểm tương hổ bibi hôm nay bibi chính thức cho chị xương hô với anh bằng chàng nha hắc 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 vì ta a à Thác tự nhiên vui vẻ hẳn hôn hôn chóp mũi của ta nói liễu liễu nàng thật sự đã động lòng với ta ta đối với chàng tốt như vậy chàng cũng nên nói cho ta biết chuyện của chàng với cái nắp kia chứ bibi người ta có tên sao thì cứ kêu người ta là cái nắp dấu lớn dấu bé a à Thác lại bắt đầu trốn tránh thật sự không có chuyện gì chỉ là trước đây có đánh nhau vài lần thôi. Ta tức giận nhéo hắn, chỉ toàn gạt ta. Ta khẳng định chuyện không đơn giản như vậy. Hắn ôm ta nói rất nhiều lời dỗ ngọt nhưng mà vẫn cứ là không nói thật. Nhưng mà cuối cùng ta vẫn hiểu rõ chân tướng, người nói cho ta biết trình là cái tên cái nắp kia. Có một ngày, Thác Nhã phu nhân kêu a Thát tới gặp mặt để tăng thêm tình cảm mẫu tử, ta nghe xong biết thế nào đến nàng cũng sẽ khóc lóc ầm ĩ cho nên quyết không đi theo tránh ở một góc sáng sủa của hoa viên luyện đạn chỉ công. Ở đó, có một tổ ong vò vẽ bị tán cây đại thụ che khuất. Nghe nói, trước kia mọi người từng có ý định diệt trừ cái tổ ong vò vẽ này, nhưng đều không thành công, còn làm chết một người, cho nên người bình thường đều đi vòng qua. Ta mang theo bên người thuốc phòng côn trùng nên con gì cũng không sợ, mừng rỡ khi không có ai thấy, đứng dưới tàng cây, lấy những con ong vò vẽ bay qua bay lại làm bia luyện bắn đạn đầu nhìn từng con ong vò vẽ rất xuống cảm giác rất thích, tâm tình vui vẻ nên ta luyện tập cũng thực cao hứng. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người đang lại gần, ta liền kéo ống tay áo làm bộ đang thưởng thức một bụi hoa bên cạnh. Người tới là cái tên cái nắp kia, hình dáng của hắn tương tự như A Thát, mặc quần áo cũng giống nhau nên những người khác thường nhìn nhầm hai người bọn hắn. Nhưng ta liếc mắt một cái là có thể phân biệt, bởi vì ánh mắt của bọn họ không giống nhau. A Thát nhìn ta bằng ánh mắt si mê với quyến luyến hâm mộ mà ánh mắt của tên cái nắp này giống như là độc xà nhìn chầm chầm con mồi. Giờ phút này, không có người ngoài, ánh mắt này của hắn càng rõ ràng. Ta thấy hắn liền chuẩn bị rời đi, lúc ta đi ngang qua người hắn, ta nhìn thấy hắn mỉm cười ác dùng tiếng mông cổ nói, chắc hắn nghĩ ta nghe không hiểu, nói, chờ xem, tiểu mỹ nhân, nàng cùng với tiền của nàng đều sẽ là của ta. Tâm ta thoáng động, lặng lẽ bắn về phía hắn mê huyễn phấn, chỉ chốc lát, mắt hắn liền mở to. Ta hỏi hắn, ngươi chuẩn bị hãm hại đệ đệ của người như thế nào? Hắn thẳng trả lời trong vô thức, lén để trong phòng hắn một ít công văn cơ mật, vô cho hắn là gian tế do người hắn phái tới. Ta lại hỏi, vì sao ngươi lại đi hại hắn? Hắn đáp, ta chán ghét hắn, vốn ta là người thông minh nhất trong số các huynh đệ, hắn từ nhỏ đã đần độn nhưng lại đọc sách tốt hơn ta, tập võ cũng mạnh hơn ta vốn ta là nhi tử mà mẫu thân yêu thích nhất, mẫu thân luôn nói ta sẽ là nam nhân đẹp trai nhất thảo nguyên, vậy mà khi hắn sinh ra lại giống ta, càng lớn càng giống ta. Phụ vương và mẫu thân cũng càng ngày càng yêu quý hắn. Cho nên lần đó, khi đánh nhau với thắt đát, ta liền lừa hắn tới chiến trường, đạp hắn xuống ngựa. Thật không ngờ, hắn không những không chết mà còn có được được một tiểu mỹ nhân. Mẫu thân xem hắn là bảo vật, phụ vương cũng xem trọng hắn, mọi người ai cũng lấy lòng hắn những thứ này vốn nên là của ta. Ta không muốn trên đời này có một kẻ có khuôn mặt giống ta như đúc. Ta cũng không thích trên đời này có một người có gương mặt giống A thắt như đúc. Hơn nữa, khuôn mặt kia luôn mang theo biểu cảm xấu xí. Cho nên, ta đưa giải dược cho tên cái nắp rồi dùng khinh công chạy ra xa mấy trường. Sau đó, ném một tảng đá lớn về phía tổ ong. Vì vậy, khi ánh mắt của tên cái nắp kia khôi phục lại bình thường, cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là một đàn ông vò vẽ đang bao vây hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng cả phủ thái sư. Mấy binh sĩ ra sức dùng quần áo bao quanh người hắn, lấy nhánh cây đuổi những con ong vò vẽ, nhưng số lượng quá nhiều, đuổi không sao hết được, ngược lại còn làm cho cái nắp kia đau đớn co rút nhiều hơn. Cho đến lúc A thắt tới, dùng thuốc đuổi côn trùng mới có thể làm cho đàn ong vò vẽ lưu luyến rời đi. Nguyện vọng của cái nắp đã được thực hiện, hắn thành đầu heo, một chút cũng không giống A Thát. chương 13 Ta trốn ở trên một nhánh cây gần đó, che miệng cười trộm. Lục ong vò vẽ ngoan ngoãn về tổ, A Thát có vài lần nhìn về phía nhánh cây nơi ta đang trốn, rồi nhanh chóng chỉ huy mấy binh sĩ khiêng tên cái nắp chỉ còn sót lại một hơi thờ kia đi, thác nhã phu nhân lòng đau như cắt khóc lóc đi theo. Những người khác lát sau cũng đều tự tản đi, trong vườn lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc đầu. Ta thấy bốn bể vắng lặng, khẽ nhảy xuống đất, vui vẻ đi về. Bỗng nhiên, có một người đi ra từ phía sau bụi hoa chặn đường ta. Là một ca ca khác của A Thát Giã Tiên Ca Ca, chính là người lần đầu tiên ta đến đây đã nhìn ta cười trộm. Không biết hắn trốn ở đây bao lâu rồi, đã nhìn thấy những gì rồi. Hắn lạnh lùng nhìn ta, dùng tiếng hắn hỏi ta, vừa rồi là ngươi dở trò quỷ. Ta ngây thơ vô tội nhìn hắn, nhãn tình vụt sáng, tiểu nữ không hiểu ý tứ của ngài. Hắn vẫn lạnh lùng, ta đều đã trông thấy tất cả. Ngươi và các Nhật cha cái cùng nhau nói vài lời gì đó, hắn vốn không biết nói tiếng Hán, cho nên có thể suy ra là ngươi có thể hiểu lời nói của chúng ta. Ta còn trông thấy ngươi quấy nhiễu tổ ong vò vẽ, ngươi biết võ công. Vì sao ngươi phải hại hắn? Ngươi đang che giấu bản thân là có mục đích gì? Vừa rồi là do đàn ong vò vẽ kêu ong ong cho nên ta không chú ý bên cạnh có người, cho nên mới để hắn nhìn thấy sơ hở ta khinh thường nhìn hắn, đại nam nhân nhà ngươi thật nhàm chán. Ở nhà của mình mà phải lẽ lút đi rình rập, không phải ngươi cũng rất chán ghét hắn sao? Nụp ở một bên xem hắn bị ta chỉnh, trong lòng khỏi phải nói chắc là cũng rất cao hứng. Vậy mà lúc này ở trước mặt ta lại giả vờ làm người tốt. Giã tiên cảnh giác trừng mắt nhìn ta, ai bảo ngươi ta chán ghét hắn. Ta lườm hắn một cái, hừ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao. Tước vị của phụ thân ngươi chỉ có một cái nhưng lại có tới 18 đứa con trai chờ kế thừa, có thể không ganh ghét nhau sao? Những huynh đệ khác của ngươi đều nhận định ngươi là người có khả năng nhất, chỉ có tên cái nắp kia tự kỳ cuồng vọng không hiểu rõ tình thế, ỷ vào việc mẫu thân của hắn là nữ nhân mà phụ thân ngươi sủng ái nhất, đi đâu cũng muốn đối nghịch với ngươi, ý đồ muốn cướp đoạt địa vị của ngươi. Nếu ngươi có thể ưa thích hắn ta mới thấy lạ, ngươi tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, tất cả chỉ là giả bộ để cho người ta xem mà thôi. Người Hán chúng ta đã thực hiện âm mưu quỷ kế mấy ngàn năm nay, mấy cái tiểu kỹ xảo này của các ngươi thì hù dọa được ai? Giá tiên càng cảnh giác hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây với mục đích gì? Ta không thèm để ý đến hắn, liếc xéo hắn một cái, ta là ai, ta có mục đích gì cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi đừng có chọc ta, nếu được vậy thì ta cũng để yên cho ngươi. Ngươi khôn hồn thì mau tránh ra, chó ngoan không nên chắn đường, có biết không? Ngươi, ngươi là nhà đầu không biết trời cao đất rộng, hắn tức giận, thân thủ như muốn rút đau, nhưng lập tức thân thể cứng đờ, vừa sợ vừa giận hỏi ta, đáng chết. Ngươi đã làm gì với ta? Ta làm mặt quỷ blue nhìn hắn, hiện tại ngươi có biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu không? Nói xong, ta xoay người bước đi. Hắn trúng cương thi phấn của ta, thân thể không động đẩy được, chỉ có đầu lưỡi là có thể động đẩy hắn nhìn về phía ta phẫn nộ nói ngươi dám hạ độc với ta người có biết làm như vậy sẽ có kết cục gì ta đầu cũng không thèm quay lại duyên dáng lượn lờ tiếp tục đi khẽ phất tay nhảy tay về phía sau ngươi đừng sợ không chết được đâu hôm nay tâm tình của bồn tiểu thư rất tốt cho nên lười biếng không có muốn chỉnh ngươi cương thi phấn chẳng qua thì khoảng một canh giờ nữa sẽ mất đi hiệu lực ngươi cứ ở đây từ từ mà hứng gió lạnh để thanh tình một chút đi còn nữa đừng có mơ tính toán làm sao để trả thù ta, cái khác ta không có khả năng nhưng mà làm cho người khác sống cũng như chết thì có thể. Hắn ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, ngươi là tiểu yêu nữ. Ta không thèm qua tâm, nói, ngươi có cảm thấy ngươi như bây giờ rất có mặt mũi không? Ngươi cứ tiếp tục kêu to lên đi, để tất cả mọi người đến xem. Hắn lập tức ngậm miệng. Cước bộ của ta nhẹ nhàng đi qua cái sân nhỏ trở lại chỗ ở. Một lúc sau A Thát cũng về tới ta liếc xéo hắn, chữa xong rồi. hắn gật gật đầu, y muốn trách cứ ta, ai? Liễu Liễu, nàng. ta ngắt lời hắn, làm người ác đi cáo chẳng trước, trừng mắt lên nổi giận, hừ, việc ta trừng trị người khác chàng cũng dám quản. a à thắt nhanh chóng nuốt trở lại những lời muốn nói, xoay qua trần an ta, Liễu Liễu, nàng đừng có nóng giận. ta chữa cho hắn không phải là muốn làm cho nàng tức giận, chỉ là ta sợ mẫu thân quá thương tâm nhưng hắn rốt cuộc đã làm gì khiến nàng giận như vậy? bi bi, há há há, chưa chị anh đã sợ vợ. Ta nhếch miệng, ta đã biết hết mọi chuyện. trước kia chính là hắn đã hại chàng phải làm nô lệ. A à thát vừa nghe xong đã cười híp mắt, ôm lấy ta, tốt quá, thì ra là vì ta. kỳ thật hiện tại ta một chút cũng không hận hắn, nếu không nhờ hắn, ta sẽ không gặp được nàng. chính xác thì ta còn phải cảm ơn hắn ta hừ lạnh một tiếng, cảm tả cái khỉ gì. chàng có biết hắn xấu xa như thế nào không? hắn lại chuẩn bị hại chàng, còn dám có ý xấu với ta. a à thắt biến sắc, cái gì? hắn dám có ý đồ xấu với nàng. tên hỗn đàn này, đáng lẽ ta phải để ong vò vẽ cắn chết hắn. đúng vậy, chàng nghĩ ta là người không hiểu đạo lý, vô duyên vô cớ hại người khác sao? ta chớp mắt nhìn a à thắt rối lòng lắc đầu, ta giả vờ giận hắn, vẻ mặt kia của chàng là có ý gì? chẳng lẽ chàng cảm thấy ta là người không hiểu đạo lý bb chứ còn gì nữa liễu liễu người dám mặt hầm hè sát khí bb chạy quán đít a à thắt chỉ cười ôm lấy ta sao lại thế được liễu liễu của ta là cô nương tốt nhất tốt nhất trong thiên hạ cái này nghe còn được có điều ta tiến sát vào trong lồng ngực hắn tạm dừng một chút nói tiếp sau này ta còn phải thuận tay chỉnh vị ca ca có quyền thế kia của ngươi bb làm nũng kìa. Ai? Là giã tiên ca ca sao? Sao hắn lại chọc đến nàng nữa rồi? Ai bảo hắn núp ở bên cạnh nhìn lén? Ta liền hạ cơm thi phấn lên người hắn, lúc này chắc hắn đang đứng đó hứng gió. Ai? Liễu liễu, nề mặt mũi của ta mà tha cho hắn một lần đi. Trước đây, trong tất cả các ca ca thì hắn là người đối xử với ta tốt nhất. Huống hồ, hiện giờ ở ngõ thứ, quyền thế của hắn gần với cha ta nhất, nếu thật sự chọc giận hắn thì rất là phiền toái. Chúng ta ở trên thảo nguyên rộng lớn này nếu muốn tự do hành tàu thì phải dựa vào hắn, nói không chừng còn có thể liên lụy cửu biểu ca. Nghe lời ta, tha cho hắn đi. Ta ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, những tên thất tử này đầu óc ngu si suy nghĩ đơn giản lại dễ xúc động, vạn nhất vì chuyện này mà ảnh hưởng đến toàn cục thì không đáng, vì thế ta liền gật đầu, được rồi, vậy ta đi thôi. Hắn là loại người thà chịu khổ còn hơn mất thể diện, nhất định không muốn có nhiều người biết việc này. Chàng cứ coi như không biết đi. Nói xong ta lại đi ra cửa, đi đến cái sân nhỏ kia, cương thi vẫn ở nơi đó, bộ mặt dữ tợn. Nghe thấy có tiếng bước chân, sắc mặt hắn lập tức dịu đi, giả bộ đang nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh. Thấy hắn vất vả như vậy, ta nhịn không được bật cười, bước ra khỏi góc khuất. Hắn thấy ta, bộ mặt liền chuyển sang vẻ dữ tợn, vẫn nổ quát tiểu yêu nữ, mau đưa giải dược cho ta, ngươi là đồ tâm địa rắn rết. Ta nhàn nhã đứng trước mặt hắn, lấy trong túi thuốc của mình ra một bao dược, ừ thì, nơi này còn có câm điếc phấn, nếu ai đó nếu muốn ngay cả đầu lưỡi cũng không động đẩy, không mắng người được thì cứ nói. Hắn lập tức ngậm miệng, nghẹn đỏ mặt căm tức nhìn ta. Bi bi, cười sạc sụa, lăn lộn lê lết. Ta đưa một đầu ngón tay lên ngúc ngoắc, đừng chừng mắt thế, trong lòng cũng đừng có vụng trộm mắng ta tuy rằng ta không điều khiển được thiên quân vạn mã nhưng cũng không có sợ ngươi đâu nếu ngươi còn có dã tâm chỉ cần ta lấy một loại thuốc từ túi của mình ra thì ngay lập tức đã có thể làm nó tan thành mây khói cho nên ngươi đối với ta nên khách khí một chút còn nữa việc buôn bán không được gây khó dễ cửu ca của ta bằng không mấy chục sư huynh đệ nhà ta sẽ đánh cho ngươi khó lòng phòng bị nhớ cho kỹ có biết không nói xong ta đưa giải dược cho hắn xoay người rời đi được rồi, người có thể cử động. Không cần ôm ý định ở sau lưng đánh lén ta, thiên kỳ bách quái dược quý hiếm nào ta cũng đều có, nếu muốn ở trước mặt công chúng bị bêu xấu thì cứ việc, cũng đừng trách ta không cảnh cáo người trước. Ta thong thả đi ở phía trước, người phía sau cũng không lên tiếng, giữ một khoảng cách nhất định đi ở phía sau ta. Ta cảm giác ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm trên lưng ta, phòng trừng vẫn đang đấu tranh tư tưởng có nên đánh lén ta hay không. Ta mặc kệ hắn, ra khỏi hoa viên ta quẹo trái, hắn quẹo phải, như vậy mỗi người đi một ngả. Sau này hắn cũng không có gây phiền toái cho ta, chỉ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đứng ở một nơi bí mật gần đó quan sát ta. Ta vẫn như cỗ giả bộ yếu đuối. Nếu có người không biết sống chết ở sau lưng ta dùng tiếng mông cổ bình luận lung tung về khuôn mặt của ta, lập tức đều sẽ chúng ta, hoặc là cười cười điên điên, hoặc là mắt miệng từ từ méo xẹo trong lòng hắn đương nhiên biết rõ là ta làm nhưng lại không có vạch trần. Sau một thời gian, ta ở trong phủ gây sức ép, mọi người đều xem ta là tiên nữ ra sức cúng bái, không ai dám bất kính với ta. Người không phạm ta, ta cũng không chủ động đi hại người, ta bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa nên nhẹ nhàng bảo A thắt thương lượng để chúng ta rời đi. Thoát hoàn vẫn cứ ngăn cản, ta băn khoăn không biết có nên kiên quyết rời đi hay không. Có một ngày, ở trong vườn ta gặp lại giã tiên, ta liền nhìn hắn ngoác ngoác ngón tay, hắn hiểu ý, bảo hạ nhân lui ra, sau đó nở nụ cười chiều mến yếu ớt đi về phía ta. Ta bất giác ngây ngốc tại chỗ, cái kiểu tươi cười của hắn thoạt nhìn rất quen thuộc, đã từng vô số lần xuất hiện trên mặt của Hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca tuy rằng nhân đức vang danh thiên hạ, nhưng người ngồi vào vị trí kia làm sao có thể nhân từ. Lúc người vẫn còn là Hoàng Thái Tôn, Hán Vương Chu Cao Hú là uy hiếp lớn nhất cho việc người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lúc đó người thật sự không nắm chắc tuyệt đối khả năng đánh bại Chu Cao Hú. Cho nên khi đối mặt với Chu Cao Hú, người thường mang theo vẻ mặt tươi cười này. Rất nhiều lần, người dùng nụ cười đó, cố gắng chịu đựng sự ương ngạnh của Chu Cao Hú. Sau khi xong vi lúc nào người cũng đều cắn răng nói với ta, liễu liễu, đây là bí mật của hai chúng ta, người không được nói cho người khác biết. Người phải dùng tâm mà nhớ kỹ, trung quy sẽ có một ngày, ta sẽ khiến hắn quỳ gối dưới chân ta cầu xin tha thứ. Khi đó ta còn nhỏ nên không hiểu lắm cho lắm, chỉ biết rằng người không vui, ta ôm cổ rồi hôn nhẹ một cái, trịnh trọng gật đầu. Về sau ta, thật sự không có nói cho người khác biết. Quả nhiên có một ngày, chu cao hú thành tù nhân, bị hoàng đế ca ca dùng biện pháp thực sự tàn khốc đem hắn đi xử tử. Cho nên mỗi lần hoàng đế ca ca mỉm cười như thế với bất kỳ kẻ nào, thì kẻ đó sẽ có kết cục rất thê thảm. Có đôi khi, khó tránh khỏi có người chết oan. Hoàng đế ca ca cũng từng có ý nghĩ hối hận hỏi ta, liễu liễu, người có cảm thấy chấm quá ngoan độc hay không? Ta kiên định lắc đầu, không, hoàng đế ca ca là người tốt nhất, ai bảo bọn họ khiến hoàng đế ca ca mất hứng, bọn họ bị như vậy là xứng đáng. Lúc đó khuôn mặt của hoàng đế ca ca sẽ giãn ra, nói ai, tuy rằng biết ngươi thị phi bất phân nhưng nhìn ngươi một lòng tôn thờ chấm như vậy, lòng chấm rất an ủi a. À. Ta gật gật đầu, đúng, ta mặc kệ người khác chết thiên thiên vạn vạn, ta chỉ cần hoàng đế ca ca cao hứng. Hoàng đế ca ca vì thế rất cao hứng, ôm ta, đặt ta ngồi trên đầu gối của hắn, nhẹ nhàng phe phải đung đưa ta, nói thật không hổ là chi kỹ liễu liễu của chấm. Bibi, đọc tới đây thấy thương hoàng đế ca ca quá đi. Sụt xịt nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Chương 14. Ta đang đắm chìm trong hồi ức của quá khứ, bỗng nhiên có người lôi kéo ta trở về hiện tại, hỏi ta, ngươi làm sao vậy? Ta cả kinh, lúc này mới mới nhận ra Giá Tiên đang đứng trước mắt ta, cái kiểu tươi cười lúc nãy không còn nữa, hắn chỉ là đang kinh ngạc nhìn ta. Cái loại tươi cười kia không còn nữa mà hoàng đế ca ca cũng sớm đã không còn nữa. Kỳ thật ta rất thích hoàng đế ca ca cười như vậy, nụ cười của người có biết bao hàm nhiều ý nghĩa và chỉ có mình ta biết, đó là bí mật của ta và Hoàng đế ca ca, ngoài ra không còn ai biết bí mật này. Điều đó làm ta cảm thấy, đối với Hoàng đế ca ca mà nói, ta chính là độc nhất vô nhị. Nhưng mà tất cả đều đã không còn nữa, Hoàng đế ca ca giờ đang nằm cô đơn lạnh lẽo trong hoàng lăng, không còn có thể nở nụ cười đó nữa. BB, hít, chấm sụt sùi. Ta nhìn dã tiên, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập phẫn nộ ta nạt hắn vì sao ngươi lại cười kiểu đó không cho ngươi cười kiểu đó ngươi căn bản không xứng cười kiểu đó bi, ơ ơ ngơ ngác vụ này là à nha giã dạ, tiên tức thì thay đổi sắc mặt tức giận nói ngươi cái loại nữ nhân này đang phát điên gì đừng có mà quá kiêu ngạo đừng tưởng rằng ta giọng chợt hắn dừng lại ngươi ngươi khóc cái gì rõ ràng là ngươi không phân rõ phải trái ngươi còn có mặt mũi để khóc sao? Ôi, ngươi đừng khóc, ngươi cứ như vậy, người khác cho rằng ta đã làm gì ngươi, ngươi. Thành âm của hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao. Ta chùi chùi nước mắt, không phân rõ phải trái nói, dù sao cũng không cho ngươi cười kiều kia, ngươi có thể coi ta là kẻ hung tợn cũng được, nhưng không cho phép ngươi cười kiều kia. Hắn mở miệng, trong giọng nói không có chút nào chống đối, được được được, ta sẽ không cười nữa, sau này ta sẽ không cười nữa là được chứ gì. Ngươi đừng có khóc nữa. Đúng lúc này, có một thân ảnh chen vào giữa ta và hắn, ôm lấy ta, Liễu Liễu, hắn đã ức hiếp nàng sao? Là A Thát, hắn toàn thân vận lực, chuẩn bị tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Giả Tiên. Giả Tiên cười với A Thát nói, ta không có làm gì hết, chỉ nở một nụ cười với nàng thôi. A Thát không tin, cúi đầu hỏi ta, Liễu Liễu nàng nói xem đã xảy ra chuyện gì. Ta mặc kệ chuyện của hắn, ta ôm chặt A Thát, đem mặt vùi vào ngực hắn nức nở. A Thát thả lỏng thân thể, nhẹ vỗ về sau lưng ta, không quan tâm tới sự giải thích của giã tiên. Giã tiên dùng loại thanh âm như ý chỉ ta là kẻ không thể chiêu vào, có chút mất hứng nói quên đi, quên đi. Chợt nghe tiếng bước chân của hắn bước đi xa. Ta tựa vào trước ngực A Thát, tim của hắn vì lo lắng cho ta mà đập loạn nhịp hắn còn nói hắn sẽ không bao giờ bỏ ta ở lại một mình nữa ta cũng dần dần bình tĩnh trở lại a à thắt nhẹ nhàng lau những giọt lệ còn sót lại trên mặt ta ôn nhu hỏi làm sao vậy sao đang êm đẹp nàng lại khóc vậy ta không muốn hắn biết ta lại nghĩ tới hoàng đế ca ca nên đành nói dối đột nhiên ta nhớ nhà ở đây người ta không tốt với ta bằng nhà ta a à thắt ấy nấy nói ai liễu liễu đều là lỗi của ta mấy ngày nay đã ủy khuất cho nàng Ta sẽ lại đi cầu xin phụ thân, nếu hắn vẫn không đồng ý thì chúng ta sẽ trốn đi. Rõ ràng là ta ủy khuất hắn, ngược lại còn bắt hắn bồi thường. Ta ấy nấy vùi mặt vào ngực hắn, nói với lòng hắn, A Thát, đời này kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, nếu có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau, có được không? Được, A Thát nâng mặt ta lên, nhìn vào mắt của ta tuyên thể, liễu liễu, nàng chính là tâm, là mạng của ta. Không có nàng ta không thể sống. Từ sau lần ta khóc lóc như điên ấy, giã tiên tự hồ cũng có chút sợ ta, ở trước mặt ta cũng không bao giờ cười kiểu đó nữa, cũng không có hung tợn với ta, giống như hắn sợ ta lại gây khó dễ cho hắn. Có thể hắn cảm thấy ta là một kẻ điên, nếu so đo với ta sẽ rất mất mặt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Vì ngày đó ta đã thất thố trước mặt hắn nên sau khi tỉnh táo lại ta không thể nào ngang tàng trước mặt hắn nữa. Cho nên cứ bảo trì khoảng cách. Khách sáo lệ tiết với hắn. A-thát à vì ta nên lại đi tìm thoát hoan biểu đạt ý nguyện kiên quyết muốn rời đi. Thoát hoan rất tức giận, mắng A-thát à cái thằng nhóc này. Cả ngày chỉ biết làm sao cho nữ nhân vui vẻ, không có chút hùng tâm tráng trí của nam nhân gì cả. Người muốn cả đời này cứ bám váy đàn bà làm kẻ bất lực sao. Ngày ngày mai, ngươi chuyển đến doanh trại cho ta. A-thát à kiên quyết từ chối, nói trí của bản thân không ở nơi này. Ở ngõ thứ, thoát hoan là nhân vật một tay che trời nên hắn không bao giờ cho phép người khác nói từ. Không, hắn tức giận rằng cục sắt này không thể rèn thành thép được nên sai người trông giữ A Thát. Nếu dám tự tiện rời đi, lập tức giết chết bất luận tội. Giờ phút này, thác nhã phu nhân đang nước mắt lưng chồng khuyên bảo, Nga Nhật Lạc hòa khắc, vì sao con nhất quyết phải đi? Là mẹ đối với con không tốt sao? Ta biết nhất định là nữ tử kia nũng nịu, đứa con gái người Hán kia đã dụ dỗ con. Nàng Trừ Bỏ có vẻ ngoài dễ nhìn ra thì không có cái gì tốt cả. Con không nên vì nàng mà cãi lời phụ vương, bỏ mẹ, bỏ gia đình. Con nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương con đi, ở trong doanh trại lập chiến công lớn, đến lúc đó có mỹ nữ nào mà con không thể có. Còn về phần nữ nhân kia thì để cho nàng ta đi đi. Nói xong, còn đem ánh mắt chán ghét nhìn về phía ta. Trong lòng ta không vui, ta thấy ngày ngày bà đều khóc lóc nên mới xót thương. Mới nề mặt A-Thát mà làm quen với bà, kêu bà một tiếng mẹ, ấy thế mà bà còn không tự biết thân biết phận, lại còn muốn xoay qua chia rẽ chúng ta. A-Thát ôm ta như ôm bảo vật, nói, mẫu thân, thì người đừng nên nói như vậy, nếu không có nàng, hài nhi đã sớm hóa thành xương khô trên thảo nguyên. Người của con, mạng của con đều là của nàng, đời này kiếp này con sẽ không bao giờ rời xa nàng. Thác nhã phu nhân cực lực ra sức khuyên nhủ cũng không có kết quả khóc sứt mướt mà bỏ đi, một hồi sau lại đưa đến một thuyết khách khác, là giã tiên. Giã tiên khuyên A Thát, còn nhớ lúc còn bé ngươi luôn nói muốn học trở thành một thành cát tư hãn, dương cao ngọn cờ của bộ tộc nữ chân chúng ta, nhớ không? Ai ngờ, ngươi ở trên đất của người Hán một thời gian thì đã học thói nhi nữ thường tình của bọn họ. Nữ nhân đều là đầu tóc dài kiến thức ngắn, chỉ biết hưởng thụ an nhàn trước mắt, hiện tại, ngươi nên sủng nàng có giới hạn thôi, không nên cái gì cũng chiều theo ý nàng. Nếu thật sự là vì nàng, ta thấy ngươi nên cố gắng xây dựng công danh sự nghiệp, tranh giành một phần Giang Sơn, để cho người trong thiên hạ đều biết ngươi yêu quý nàng như thế nào." Nghe hắn hạ thấp nữ nhân, trong lòng ta tức giận, ngắt lời hắn, "Ta muốn cái Giang Sơn kia để làm gì? Ta không quan tâm người trong thiên hạ nói gì về ta. Cái gì mà vinh hoa phú quý chứ, cơm cũng chỉ có thể ăn một phần, người cũng chỉ có thể mặc một bộ quần áo, chết thì cũng chỉ có thể nằm trong một cái quan tài." hắn phản bác lại lời của ta, tuy nói là như thế nhưng ngươi hỉ nộ ái ố vô thường, tính tình điêu ngoa, nếu chỉ là thường dân bá tính sợ rằng không bao lâu sẽ gây hỏa cho bản thân. Nếu hắn muốn bảo vệ cho ngươi, hắn phải có quyền có thế. Ta ngạo mạn nói, vì sao ta phải cần nhờ chàng? Nhà ta có tiền lại có thế, ta cũng không phải loại tiểu thư tay chói gà không chặt. Lần trước, ngươi đã bị ta trình không thể động đẩy đấy thôi. Tính điêu ngoa vốn là bản tính của ta, không phải vì chàng không có quyền thế mà có thể bỏ được. Giã tiên hừ một tiếng, nhưng mà hắn là một đại nam nhân, không thể làm nên chuyện lớn gì, ở đâu cũng sẽ bị ngươi cưỡi lên đầu thì mặt mũi của hắn để nơi đâu. Theo ta được biết, nếu không phải tuyên tông hoàng đế đột nhiên băng hà thì ngươi sẽ vào cung làm phi tử. Không phải ta tự hạ thấp đệ đệ của mình, nhưng nếu so sánh với tuyên tông hoàng đế, thì vô luận là văn tài hay võ lực hắn đều không sánh bằng. Vì sao ngươi lại yêu thích hắn? Sao lại cam tâm đi theo hắn làm thường dân?" Ta quay đầu nhìn A Thát, ở đáy mắt hắn cũng hiện chút áp lực và sầu lo. Ánh mắt ta nhìn A Thát, trả lời vấn đề của giá Tiên, nếu người đã điều tra chuyện của ta chắc cũng biết ta đã lớn lên như thế nào. Hoàng đế Ca Ca thật sự rất sủng ái ta, ta muốn cái gì người đều đáp ứng, cho nên từ đó đã nuôi dưỡng tính tình kiêu căng của ta. Từ nhỏ, bất cứ thứ gì ta cũng không muốn giống với người khác, đồ của ta không được giống với bất kỳ ai cho nên khi ta trưởng thành tính khí vẫn không sửa được nam nhân nào muốn yêu ta thì trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ta cái gì mà thiên hạ cái gì mà quyền thế tất cả đều không thể hơn ta hoàng đế ca ca mọi thứ đều tốt chỉ là không làm được như vậy cho nên ta đã quyết định từ bỏ nhớ đến chuyện quá khứ lệ tự nhiên lại tràn khóe mi ta cố nén lại hơi ngẩng đầu lên không cho nước mắt chảy ra a à thắt đưa tay ra ôm ta vào trong lòng ta nhân thể ở trước ngực hắn cọ cọ chùi nước mắt. Bibi có nước mũi tặng kèm không ta? Ôm nhau một lúc, ta ngừng đầu nói vì giá tiên, ta không cần a thát trong tất cả mọi chuyện đều làm chỗ dựa cho ta, chỉ cần chàng yêu ta là đủ rồi. A thát tốt hơn nhiều người khác, chỉ có chàng mới có thể vì ta mà từ bỏ mọi thứ. Sẽ có người nói chàng không có tiền đồ, bất trung lại bất hiếu nhưng ta yêu chàng cũng chính vì điều này, Đối với người khác thì chàng có thể là lòng lang dạ sói nhưng chàng lại đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này dâng cho ta, bởi vì ta là một người rất ích kỷ bá đạo. Ta rốt cục cũng hiểu được rằng, người mà ta yêu nhất không phải hoàng đế ca ca, cũng không phải A Thát, mà là chính bản thân ta. Chỉ có người như A Thát mới thích hợp với ta. Ta quay đầu cười với A Thát, A Thát lộ ra vẻ mặt thoải mái, ánh mắt nóng rực nhìn ta nói, ta yêu nàng cũng chính vì nàng ích kỷ bá đạo như vậy chúng ta không nhìn thấy bất kỳ ai ngoại trừ đối phương. Chờ chúng ta nhớ tới giã tiên đang đứng bên cạnh thì đã phát hiện không biết hắn đã đi từ khi nào. Ta với A thắt gói những vật dụng cần thiết chuẩn bị thừa lúc trốn đi. Đến trạng vảng, giã tiên lại đến truyền mệnh lệnh của thoát hoan, giải trừ cảnh giới ở ngoại viện của chúng ta. Nói chúng ta có thể tùy ý rời đi bất kỳ lúc nào. Ta tò mò hỏi giã tiên, là ngươi giúp chúng ta cầu xin. Vì cái gì, không phải ngươi vẫn luôn ghi hận ta sao? Hắn cười cười, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ bị chiều quá hóa hư, ta so đo với ngươi làm cái gì? Tuyên tông hoàng đế là một hoàng đế tốt, ta kính nể hắn cho nên không muốn làm khó xử người mà hắn yêu thương. Trưởng phu của ngươi là đệ đệ của ta, với trách nhiệm của một huynh trưởng, ta khuyên giải hắn nhưng hắn lại không muốn nghe, ta cũng không có biện pháp nào khác. Với lại, không cho các ngươi đi thì sẽ ngăn được các ngươi sao? tội gì kết thù kết oán thêm, không bằng cho các ngươi vui vẻ ra đi. Không thể ngờ rằng, hắn thật ra là một người biết thức thời, từ trước đến nay ta thích mềm mỏng, không thích cứng rắn nên có chút ngượng ngùng kêu A Thát, A Thát, chàng lấy vài loại cửu truyền hoàn hồn đan đưa cho Giá tiên ca ca. Giã tiên sừng sốt, trêu chọc, đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta là ca ca. Kỳ thật ngươi không phải chỉ điêu ngoa, có khi lại rất hiểu chuyện. Ta không hề cảm kích lời khen của hắn, lập tức tâm cao khí ngạo nói, bắt người tay ngắn, người phải nhớ kỹ về sau không được gây khó dễ cho cửu ca của ta. Đúng là bộ mặt của một ca ca chân chính, giã tiên không trách mắng gì ta, chỉ dùng nụ cười khoan dung của một vị ca ca nhìn ta. Bên kia A thắt lấy túi thuốc, ghi chú rõ các tác dụng của từng loại thuốc, phương pháp dùng, đưa cho giã tiên, đa tả giã tiên ca ca. Mẫu thân của ta sau này nhờ ngươi thay ta chăm sóc bà. Ta thọt vô một câu, ừ, còn có tên cái nắp kia, người đừng cho hắn sống khá giả nha, lúc trước chính hắn đã hại A Thát nhà ta phải làm nô lệ. Nhưng mà nể mặt của mẹ hắn, cũng đừng giết chết hắn. Vì nguyên nhân đó nên ngươi mới trừng phạt hắn. Giả Tiên dường như hiểu ra chuyện gì, như vậy ta cũng không cần lo cho A Thát nữa. Ngươi chỉ ích kỷ bá đạo với người ngoài, còn nếu là người thân của ngươi, ngươi sẽ thay hắn mà suy nghĩ. A Thát ở bên cạnh gật đầu đồng ý, đúng vậy. Liễu Liễu luôn luôn tốt với ta. Kaka xin yên tâm. Ta với A thắt rời khỏi ngõ thứ, đi du ngoạn khắp nơi. Rất nhiều năm về sau, A thắt vẫn đối với ta thủy chung như nhất. Ta sống rất tốt nhưng trong lòng ta, Hoàng đế Kaka ca ca chưa bao giờ có một ngày bị phai nhạt. Yêu một lúc hai nam nhân, một người khiến cho ngươi rơi lệ vì hoài niệm, một người cho ngươi vui vẻ những lúc bên nhau, là một nữ nhân hạnh phúc lớn nhất cùng lắm cũng chỉ có thể được đến như thế này thôi toàn văn hoàn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn